Sau khi ăn đòn hủy diệt của đầu sỏ, Goku gần như đã kiệt sức, cơ thể của cà rốt đã vượt quá giới hạn chịu đựng do đột phá nguồn sức mạnh mới, cộng thêm trước đó đã chiến với tên cu đen. Nhưng dù thế nào thì cậu cũng không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy, cà rốt gồng cơ đít bắp sức mạnh của mình lên. Tại thánh địa linh hồn, Ichigo bị tên Bifex áp đảo, đến nước này cậu sẽ bung hết sức mạnh của mình. Ichigo kích hoạt Bankai, đây là trạng thái tối thượng của thằng nhỏ. Chuẩn bị chiến thì đột nhiên Trăng xuất hiện, ông cháu Natsu cũng nhảy từ đâu tới, đánh hơi thấy mùi nguy hiểm đó là khả năng của sát long nhân. Tình thế giờ đã trở thành 3-1, Trăng biến siêu Saiyan cấp 1, sau đó thằng cu gồng cơ đít hóa lên hình thái Super Saiyan Blue cùng nộ. Vegeta ở bên kia bán cầu, cũng cảm nhận được một luồng ki thần khủng khiếp từ con trai mình. Anh nhận ra mình đã bị Trăng vượt qua, sau khi biến đổi cậu trở thành một vị thần hủy diệt với hai thanh đao khổng lồ. Không chần chừ, Natsu sử dụng hỏa long thiết quyền đấm Bifex bay 5000m, Ichigo bay tới dùng đại đao chém ra một đòn hủy diệt đối chiến. Trăng cuồng nộ chém Bifex như con đẻ, sức mạnh của cậu đã sánh ngang với một thần hủy diệt. Cậu đánh bay Bifex 10000m dính đất, không để mồn lèo phản ứng. Trăng tung Final Flash tấn công Bifex, vụ nổ lớn làm rung chuyển cả trái đất. Vegeta bàng hoàng vì sức mạnh của anh đã tụt lại quá xa với mọi người. Từ Goku, Gohan hay Trăng đều có cho mình các trạng thái biến hình xịn sò. Với danh phận của một hoàng tử Saiyan, làm sao mà anh có thể chấp nhận được chuyện này? Anh hồi tưởng lại ký ức của King Vegeta, cuộc đời này anh mày chỉ thua thằng hứa Kakarot, chứ không muốn xếp sau bất kỳ ai. Vegeta tức giận, anh gồng cơ nách kích cơ mông, tiến hóa lên trạng thái Super Omni King huyền thoại, nguồn sức mạnh còn vượt qua cả Goku. Ở phía này, trận chiến giữa Kakarot và đầu sỏ vẫn túc tiệt diễn ra. Hai kẻ có thực lực 1-9-1-10, từng cú đấm chạm nhau khiến cả vũ trụ rung chuyển. Kakarot bị đầu sỏ đấm một cú thấu xương, hắn lao tới suýt cậu bay 500 cây số, nhưng trận chiến còn chưa tới hồi kết, Goku bay tới tẩn nhau với hắn. Đầu sỏ dễ dàng né được tất cả các đòn tấn công, hắn giã cậu như một cái mềm rách. Trạng thái Omni King cũng không thể ngang cơ với thằng cu. Thể lực của cả rốt đã bị hao mòn rất nhiều từ những trận đánh trước, tầm này thì chỉ có ăn cám thôi. Đầu sỏ đấm cậu bay dính đất. Sau khi có được trạng thái Super Omni King, anh rau đã tự tin hơn hẳn. Giờ bố mày éo sợ thằng nào, cứ lôi sức mạnh của chú em ra đây anh cân hết. Demiza sử dụng quyền năng của hắn, thất nghiệp chuyển sinh, hắn triệu hồi 5 tên ác nhân từ cõi chết trở về. Chúng đều là các trùm cuối của anh em bên chính, Madara lục đạo, Kaido bách thú, thần chết Aizen, bó rốt, đến giờ thư giãn gân cốt rồi. Vegeta tự tin sẽ xử đẹp mấy nữ tech dư này. Phía này trong trạng thái kiệt sức, Goku thúc ép bản thân đẩy mình vượt qua giới hạn. Cậu gồng cơ đít sử dụng Kaioken 100 lần sức mạnh, nguồn ki khủng bố khiến đầu sỏ run sợ. Cả một lục địa đang dần vỡ vụn, cả rốt đấm hắn một cú thấu xương. Cậu bồi thêm phát nữa khiến đầu sỏ bay 500m, sức mạnh đã vượt quá tưởng tượng của đầu sỏ. Goku liên tục giã hắn như con đẻ. Cậu tăng cấp sức mạnh của mình lên, hai kẻ lao vào đối chiến với nhau ác liệt. Trận chiến của Gohan và Janemba cũng khiến trái đất rung chuyển dữ dội. Có điều Gohan vẫn hoàn toàn trên cơ tên nhõi kia. Piccolo nói rằng chỉ cần thằng nhỏ thăm ngàn tập luyện như cha mình, thì không ai có thể địch lại. Cậu rút Janemba dính núi, phẩy nhẹ cái bay đòn trưởng của hắn. Janemba tung vô số đòn khi tấn công Gohan, bất ngờ sức mạnh của hắn tăng vọt. Hắn đá Gohan bay 50m, Gohan tức giận, có vẻ hắn có khả năng hấp thụ mọi đòn tấn công rồi chuyển hóa thành năng lượng. Goku đang tẩn cho tên đầu sỏ như con đẻ khiến hắn không thể chống đỡ. Từng cú đấm như hàng tử mặt trời đang đổ, cậu đánh đầu sỏ bay dính đất. Có điều để đánh đổi lấy thứ sức mạnh kinh hoàng này, cả rốt đang khiến cơ thể dần nát vụn, tên đầu sỏ vẫn chưa ngỏm. Thằng cu túc tiệp lao tới để Goku bón hành thay cơm. Tốc độ vượt qua cả ánh sáng, bất ngờ Goku bị gãy mẹ luôn cánh tay. Đầu sỏ tung hai đòn khi hủy diệt nhằm tiêu diệt cả rốt, nhưng chú làm méo gì có tuổi. Cậu lao tới đấm hắn một cú nát con mợ nó người. Đã đến lúc để kết thúc trận chiến này, Goku tung Final Kamehameha 100 lần sức mạnh tấn công đầu sỏ. Trường lực quá khủng khiếp phá tan mọi thứ xung quanh, Goku trở lại trạng thái thường. Cứ ngỡ đánh bại được hắn nhưng méo thể tin nổi khi đầu sỏ vẫn sống. Sau đòn Final Kamehameha, hắn hấp thụ luôn nguồn năng lượng khổng lồ đó. Đầu sỏ gồng cơ đít bộc phát toàn bộ sức mạnh, cơ bắp được độn lên quá trớn, thế này thì bỏ mẹ rồi. Hắn nói rằng bất kỳ ác thần nào cũng có khả năng hấp thụ sức mạnh của đối thủ, vì thế nên bọn chúng càng chiến càng mạnh. Hắn bay tới suýt Goku bay 5000 cây số, giờ cậu chẳng còn cơ hội nào để thắng cả. Chuẩn bị quăng đến nơi thì Saitama tới cứu cà rốt, phần còn lại để anh lo. Nhận thấy tiềm năng vô hạn của Sai Hói, đầu sỏ dụ dỗ thằng cu về đội của hắn, cùng thống trị toàn đa vũ trụ. Khi nào 1+1=3 thì bố sẽ đầu quân cho tụi mày nhé. Hết giờ chơi rồi, hai thằng cu thi nhau chạy đua. Sai đấm một cú nhưng không hề gây sát thương lên cơ thể hắn. Hắn trả lại anh Hói một cú mạnh thấu xương bay 200 cây số. Cú đấm đã khiến Sai học máu, anh kích hoạt trạng thái cùng nộ. 3 năm qua anh đã khổ luyện để đạt tới cảnh giới này. Sai nhấc bay một tầng đất khổng lồ, sau đó anh phá nát nó trong nốt nhạc, tận dụng sự hỗn độn từ đất đá. Sai tấn công đầu sỏ bất ngờ, tốc độ di chuyển rất kinh khủng. Nhưng thế quái nào hắn chỉ đứng chơ người ra để cho anh Hói đấm đến chán thì thôi. Giờ sẽ đến lượt hắn phản đòn.
đầu sỏ tung một luồng sấm sét địa ngục tấn công Saitama. Hắn đánh anh hói bay dính đất, đồng thời đánh bại anh luôn. Ba nhân vật cực mạnh đã bị thất thủ. Đầu sỏ tung một đòn hủy diệt bất ngờ đã bị thiên sứ Whis chặn lại. Ông dịch chuyển tất cả mọi người trốn khỏi đây. Whis chưa chắc đã có thể đánh bại được hắn nên hiện tại cần phải lên một kế hoạch. Bi rất hỏi chấm về tên củ chuối đó. Sao hắn lại có thể mạnh tới như vậy? Whis tiết lộ, đầu sỏ là một trong những cổ thần quyền năng nhất của vũ trụ, kẻ tạo ra ngọc rồng siêu cấp Zalama, từng là cánh tay phải của Zeno nhưng vì sự mất dạy và ham muốn quyền lực, đầu sỏ đã tạo các viên ngọc rồng. Vừa nói dứt câu thì Zalama dịch chuyển tới nơi. Phía này, Gohan gồng cơ đít thích cơ mông, cậu vượt qua giới hạn của bản thân tiến hóa trạng thái Super Saiyan Blue Limited. Cậu lao tới đấm ra Nemba. Sức mạnh của Gohan đã tăng lên gấp 10 lần, cậu tẩn hắn như cái mềm rách. Cuộc chiến diễn ra căng thẳng vì thằng khứa kia cũng mạnh vãi cả rắm. Tốc độ kinh khủng khiếp khiến Piccolo khó nhìn thấy. Cậu sút hắn bay 500m dưới núi. Gohan sử dụng Ma Senko Senko kết liễu hắn trong một nốt nhạc. Nhưng mọi chuyện làm gì dễ dàng như vậy? Janemba vẫn sống nhăn răng sau đòn khi mạnh mẽ đó. Hắn dịch chuyển tới tấn công Gohan. Giờ Janemba đã có sức mạnh ngang cơ với trạng thái Blue. Một cú chạm đấm phá tan mọi thứ xung quanh. Gohan tung vô số đòn khi nhưng đều bị hắn né được. Trận chiến diễn ra ác liệt, các nguồn sóng xung kích rẽ đôi bầu trời. Gohan cũng quá là ghê gớm đi. Mặc dù Janemba đã mạnh lên rất nhiều cũng không thể trên cơ cậu. Hai bên ăn miếng trả miếng khốc liệt. Sức mạnh của tên nhõi kia đang dần vượt Gohan. Hắn đánh cậu một cú dính đất. Piccolo nói mình sẽ tham chiến, nhưng ông nhõi Gohan vẫn nhất quyết muốn tự mình hạ hắn. Cậu tung đòn Kamehameha toàn lực tấn công Janemba. Tất nhiên hắn méo thể bị hạ gục, ngược lại sức mạnh còn tăng lên nhiều lần. Janemba tung một đòn khi hủy diệt khiến Gohan nằm đất luôn. Giờ cú đấm của cậu chỉ như gãi ngứa cho hắn. Hắn giúp Gohan bay 70m, xuyên qua vô số lớp núi. Trận chiến sẽ kết thúc như này sao? Với khả năng của Gohan, cậu tin mình sẽ hạ được hắn trong một đòn duy nhất. Cậu gồng cơ đít thích cơ mông, rồi một lượng khi khổng lồ vào lòng bàn tay. Đây là tuyệt chiêu tất sát mà cậu học được từ Goku. Cú đấm thần long, Gohan bắn ra một đòn khi rồng lao tới Janemba. Nguồn sức mạnh khủng khiếp phá nát một nửa trái đất và hoàn toàn tiêu diệt Janemba. Ây khoan, làm gì mà dễ vậy được, ông cháu vẫn còn sống nhăn răng với một nửa cơ thể. Hắn nhanh chóng phục hồi nguyên trạng, Janemba bộc phát toàn bộ sức mạnh. Lần này sức mạnh của hắn đã tăng hàng trăm lần, Gohan kiệt sức hoàn toàn. Piccolo lao tới đấm vào mỏ hắn, sau đó bồi thêm một đòn khi nữa. Hai người cần rời khỏi đây trước khi Janemba kịp hồi phục. Tập phim này đến đây là hết rồi. Đánh nhau từ đầu đến cuối review muốn ỉa chảy luôn quá, Bí Từ không chịu nổi. Mọi người nhớ ủng hộ Mon để mình có động lực làm những video tiếp theo nhé. Bye bye!